Lúc này em không dám nhìn cái đôi bàn tay của mình nữa. Nó không còn thịt nữa. Chỉ còn lại xương thôi, chỉ còn lại xương thôi. Và em cũng bắt đầu thấm với những cái nỗi đau của những mũi kim, những cái lần ngứa vết thương. Và thật sự em không muốn, lúc đó thì em không muốn Không muốn chịu phải đau thêm dạ nữa. không muốn chịu đau với một cái nỗi đau mà chưa biết là nó sẽ thành công hay không như vậy. À, cái rơi nước mắt đầu tiên trong cái thời điểm đó là chị biết chị phải cạo đầu. Ồ, đúng rồi, thường mổ Ừ, đầu là phải cạo đúng đầu. rồi. Sắc là series đầu tiên trong chuỗi podcast Sắc Tài Danh Lợi, được lấy ý tưởng từ 4 thước đo cho sự thành công của xã hội hiện tại. Và quý vị ạ, hôm nay ngồi cùng với Ngọc có một vị khách mời rất là đặc biệt, đó là chị Phan Thảo Phương, giám đốc sản xuất của Vivodio. Và bên cạnh đó còn có sự góp mặt của một bạn Gen Z với một nghị lực rất là to, đó là bạn Nguyễn Ngọc Nhất. Xin chào bạn, xin chào chị Phương ạ. Hello mọi người. Chị Phương Hello. ơi, thôi mình gọi cho gọi là Chị Mèo. chị Mèo đi, tại vì đa số là Ngọc sẽ gọi chị Mèo, không mà ít khi nào Ngọc gọi chị Phương. Lần trước á, Ngọc tham gia với chị Mèo á, là Chuyện Đời Chuyện Nghề, thì lúc đó chị Mèo làm host, Ngọc làm khách mời. Còn bây giờ á, thì với podcast Sắc thì Ngọc lại làm host và chị Mèo lại làm khách mời. Thì cảm giác của chị ngày hôm nay như thế nào ạ? Cảm giác chị cũng nó cũng lạ lạ, nó hơi hồi hộp xíu, tại vì khi mà mình làm host nó cũng giống như là một góc công việc của ekip chung đi. Đạo diễn cũng mình có thể dẫn dắt và điều hướng cái cuộc nói chuyện đó theo cái mong muốn của mình. Còn ngày hôm nay thì tất cả quyền sinh quyền sát sẽ nằm trong tay của em. Sao nói nghe em hơi lo lắng, vì em lo lắng bị ngược lại. Xin chào Nguyễn Ngọc Nhất. Chị cũng đã xem rất là nhiều cái video clip của em. Và những cái video clip đó của em có rất là nhiều cái năng lượng tích cực và cái năng lượng yêu đời đó. Chị cũng hơi thắc mắc là tại sao em lại chọn một cái tên gọi là Cục Yêu Đời. Em có thể giới thiệu một chút xíu về em được không? Dạ, trước tiên em xin chào chị Mèo cũng như là chị Ngọc. Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối, em học marketing ở trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và cái tên Cục Yêu Đời nó đến với em cũng khá là ngẫu nhiên. Tại vì trước đó thì cái thời điểm mà em học cấp 3 ấy, thì em đã chơi rồi, gọi là một trong những người mà tham gia về đầu. Thì lúc đó thì em làm những cái clip mà em chơi game để giải trí để vui đó, thì không ngờ vô tình nó lại lên xu hướng để... thì khi mà lên xu hướng như vậy á, thì cái tựa game em chơi rất là nhiều bạn nhỏ chơi đấy, thì các bạn vào trong đó để bình luận có những cái từ rất là dễ thương, như là trong đó có cái từ cục yêu đời đó. Thì thật ra thì lúc đó thì em cũng rất là nhạy cảm với cái từ mà cục cục như vậy, tại vì mình kiểu cảm thấy là mình người ta đang đang quá chú ý vào cái khuyết điểm của mình á đó. Thì ban đầu thì em không thích nó, nhưng mà về về sau á, khi mà em chấp nhận được cái khuyết điểm của mình rồi, thì em mới bắt đầu thấy cái chữ cục nó dễ thương và cái chữ yêu đời nó lại càng dễ thương hơn nữa, và em quyết định lấy nó làm cái nickname của bản thân mình. Chỉ qua một cái nickname thôi thì mình cũng đã thấy được cái sự gọi là năng lượng tích cực cũng như lan tỏa cái sự yêu đời rồi. Chị không biết là bây giờ em muốn chị gọi em là Cục Yêu Đời hay là gọi là Ngọc Nhất. Em thích tên nào nhất? Để mà như thế nào để mà cho chị em mình nó gần gũi trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay? Dạ em thích cái biệt danh của mình hơn. Ok, chị sẽ gọi em là Cục Yêu Đời ha. Dạ. Ok. Vậy thì Cục Yêu Đời, em có thể chia sẻ một chút xíu về cái hoàn cảnh gia đình của em, giống như là hoặc là những cái biến cố mà tuổi trẻ mà em đã từng trải qua không? Em thì em bị tai nạn đã được 10 năm rồi, và trước đó thì cái thời mà em còn học cấp 2 á, thì gia đình em thì có công việc đó là làm cơ khí. Ngày xưa thì ba em ở trong cái khu vực đó, thì ba em là một trong những người làm đầu tiên về cái nghề đó. Mà thì ban đầu thì làm rất là nhiều cái công trình để làm. Thì từ nhỏ lớn lên á, thì em cũng phụ với ba. Nhỏ thì mình phụ những cái việc nhỏ thôi. Đấy, thì sau khi mình lớn lên đến năm mà em học lớp 9 thì kiểu lúc này cái công việc nó của ba cũng không có được suôn sẻ như ngày trước nữa, và kinh tế thì kiểu bắt đầu khó khăn. Thì
chị em phải lập gia đình xa, và sau đó thì mẹ em cũng phải đi làm xa luôn. Thì lúc đó một đứa trẻ mới 13, 14 tuổi lúc đó như em thôi, thì em cảm giác thiếu đi cái tình yêu thương của một gia đình đầy đủ á. Thì em bắt đầu nổi loạn. em nổi loạn ở đây là em muốn không muốn học nữa. Em rất là nản việc học, em không muốn học nữa mà em chỉ muốn ra đi làm để kiếm tiền thôi. Với một cái suy nghĩ rất là ngây ngô, đó là mình sẽ phụ giúp được gia đình, rồi một ngày nào đó thì mình sẽ thành công và gia đình của mình không phải xa nhau vì những cái vấn đề về kinh tế nữa. Thì lúc đó thì em quyết định nghỉ học, nhưng mà cái quyết định nó cũng không hề dễ dàng một xíu nào. Đó là ba mẹ em thì chắc là đã chịu khổ nhiều á, cho nên là rất là quyết liệt khi mà biết được là em muốn nghỉ học. Và lúc đó cũng khuyên rất là nhiều, cũng đánh rất là nhiều, và em cũng quyết liệt rất là nhiều. Mình trẻ mà, cao trào đến nỗi là em bỏ nhà em đi luôn, nhưng mà em chỉ đi được 1/3 chặng đường thôi, và ba em phát hiện và bắt em về. Đấy, thì lúc đó cũng bị một đòn nhừ tử. Và sau đó thì ba mẹ cũng quyết định là cho em nghỉ học. Thì lúc đó thì em sau này em nhìn lại thì em mới biết là thật ra quyết định đó với ba mẹ em cũng không hề dễ dàng xíu nào đó. Thì em nghỉ học và em ra em đi làm. Thì lúc đó thì công việc ba em gần như nó đứng lại rồi, em đi ra ngoài em làm thuê cho người ta với cái nghề cơ khí đó thôi. Thì em làm thuê một năm, sau đó thì em quay trở về và em nói với ba em là em muốn làm lại cái xưởng, tức là em muốn mở cái xưởng của ba lại. Thì lúc đó thì ba cũng đồng ý và ba mở ra. Thì lúc này thì tại vì em còn khá là nhỏ, kiểu không có mối quan hệ nhiều á, thì ba sẽ là người tìm những cái công trình, những cái công việc, và em sẽ là người trực tiếp làm, cũng như là dắt mọi người đi làm ở những cái công trình mà ba lãnh đó. Đó, thì em làm được 2 năm đến năm 2014 thì công việc của em bắt đầu nó tốt hơn. Thì lúc này em giống như là ở trên trời vậy. rất là bay bổng với cái ước mơ của mình. Nghĩ rằng là nếu mà cái đà này không bao lâu nữa mình sẽ mình sẽ thực hiện được những cái ước mơ của mình. Xong rồi đến một ngày thì hôm đó thì em bị ốm. Đáng là em sẽ không ra công trình, và em có nhờ những người bạn làm cùng với em ra công trình để làm, và em chỉ ở nhà thôi. Thì đến trưa đó chắc khoảng 9-10 giờ gì đó thì các bạn mới quay về, chạy về xưởng và bảo là Nhất ơi, cái chỗ này là cái chỗ này tụi mình làm chưa được, Nhất lên hỗ trợ. Thì lúc đó thì em cũng nghĩ là thôi mình ra đó mình đứng nhìn các bạn thôi, hướng dẫn các bạn làm thôi. Thì khi mà ra đến công trình thì em thì kiểu cái tính hay nói chung là đứng nhìn người khác làm không được, thì em mới bảo là thôi để em lên làm luôn cho. Đấy, và em lên nóc nhà. Thì đó em đang lợp cái mái nhà kiểu mái Thái á. Thì em ngồi trên đó, em cầm một cái cây đòn tay sắt dài 6 mét và em cứ rút ra sau lưng như thế này, rút từ dưới đất lên á. Chỉ còn vài cm nữa thôi là nó đến cái điểm này, em chọt ngược xuống dưới lại. Thì không may ở phía sau em nó có một cái đường điện á. Thì nó... cây nó chạm vậy? Dạ. Em không biết là có chạm hay không, nhưng mà em nghĩ là phóng điện, tại vì xác suất chạm khá là thấp. Thì có một tiếng nổ lớn và thế là em rơi từ mái nhà, em rơi xuống. Sau đó thì là em cũng không có ngất xỉu gì ở trong cái giây phút đó hết. Và em cảm nhận từ lúc mà em bị điện giật cho đến cái quá trình em rơi xuống và em mở mắt ra như thế nào. Và thậm chí bản thân em cũng là người mà bảo các bạn là gọi cho ba em hay và chở em đi bệnh viện. Thì lúc đó thì bản thân em cũng không nghĩ là cái tai nạn nó sẽ nặng nghiêm trọng như vậy đâu. Thì trên đường các bạn chở em đi thì em không biết cái tâm thức của em trong khoảnh khắc đó nghĩ cái gì. Nhưng mà em có thốt ra một câu với các bạn của em, đó là
cuộc đời tao tàn rồi bay ơi. Trong khi đó là em chưa biết, là cái biến cố đó nó sẽ nghiêm trọng như vậy. Đó. Sau khi mà được chuyển lên những bệnh viện tuyến trên thì một tuần đầu á thì em nằm ở bệnh viện và chỉ truyền nước thôi, truyền nước để làm mát cơ thể vết thương thôi. Và đúng tới cái ngày thứ 8 thì cái tay em bắt đầu vỡ mạch máu tay trái. Lúc này thì em mới được chuyển lên bệnh viện lớn hơn nữa, lớn hơn nữa. Thì lúc này em vẫn chưa biết là cái sự nghiêm trọng của vấn đề đâu. Và bệnh viện lớn hơn đó thì em nằm khoảng một tuần nữa và cái tay em lúc này bắt đầu đen, tại vì hoại tử, nó bắt đầu hoại tử rồi, máu nó không còn nuôi nữa. Thì em nhìn cũng bắt đầu sợ rồi, bắt đầu sợ không biết chuyện gì xảy đến mà lúc đó em đau. Dạ. Thực ra là nó không còn cảm giác nữa chị, nó không còn cảm giác gì nữa. Thì đến sáng hôm đó là ngày thứ hai thì kiểu bác sĩ đến thăm bệnh đó chị. Thì bác mới nhìn cái tay của em và bác bảo là tối nay con sẽ lên phẫu thuật và tay của con sẽ không giữ được nữa và sẽ có thể là sẽ phẫu thuật các lời bác sĩ ngay trên cổ tay hoặc là tháo khớp, hoặc là trên nếu mà nặng hơn nữa thì có thể là tháo khớp luôn, tháo khớp vai luôn đó. Thì tùy vào cái cuộc phẫu thuật đó, tức là trong cái tình hình cái tình vào như thế nào trong cái cuộc phẫu thuật đó thì mới biết. Thì tự nhiên lúc đó thì giống như cái gì đó mà nó sụp mà nó đè hết trên người mình vậy. Thì em chỉ hỏi đúng một câu thôi, đó là không còn cách nào sao bác. Em hỏi đúng câu đó sau rồi bác lắc đầu bác đi ra thôi. Thì sau đó thì kiểu ba mẹ cũng đi vào. Thì lúc đó em cũng không biết là ba mẹ của em đã hay được cái tin đó chưa. Thì em cũng không nói gì hết, em kiểu cái mặt lạnh luôn, tại vì em là cái tiếp người đó là không muốn bản thân mình, cái tâm trạng bản thân mình làm ảnh hưởng cái tâm trạng của người khác và nhất là những người yêu thương mình đó. Thì lúc đó mọi thứ em ôm hết vào người và em chỉ nghĩ đến những cái chuyện là nếu mà mất đi cái tay trái như vậy thì mai mốt mình sống như nào ta, mình sinh hoạt như nào, chạy xe như nào, rồi mình có tiếp tục được với cái công việc làm cơ khí của mình được hay không. Lúc này gia đình em cũng bắt đầu nhận ra cái sự nghiêm trọng và xin chuyển lên cái bệnh viện lớn hơn nữa ở Sài Gòn để có nghĩa là lúc đó là mình chỉ mới bị mất một cái tay trái thôi. Dạ đúng rồi. Tay phải vẫn còn. Dạ, tay phải vẫn còn. Nhưng mà nó có dấu hiệu hoại tử cho em? Chưa chị, lúc đó thì vẫn chưa, nó vẫn còn tươi. Dạ. Đấy, thì mới chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Thì gần như em lên tới bệnh viện Chợ Gãy trên này thì sau khi mà nhập viện thì bác sĩ xử lý liền, tức là xử lý liền với cái hy vọng là sẽ giữ được cái tay phải cho em. Thì cũng em nằm viện trên đây khoảng một tháng và cũng phẫu thuật khá là nhiều lần. Cái lần gần cuối đó là cái lần mà em thật sự là em bỏ cuộc, tại vì lúc này khi mà bác sĩ gỡ hết cái băng tay của mình ra thì em nhìn vào và lúc này em không dám nhìn cái đôi bàn tay của mình nữa, nó không còn thịt nữa, chỉ còn lại xương thôi, và em cũng bắt đầu thấm với những cái nỗi đau của những mũi kim, những cái lần gỡ vết thương. Và thật sự em không muốn, lúc đó thì em không muốn chịu đau thêm nữa. Không muốn chịu đau với một cái nỗi đau mà chưa biết là nó sẽ thành công hay không như vậy. Thì em mới nói với ba mẹ em đó là, hay là ba mẹ nói với bác sĩ là nếu như mà nhắm cái tay này không giữ được nữa thì chắc là xử lý luôn cho con đi chứ. Đau quá. Dạ, để như vậy thì con đau đớn quá, con chịu không nổi. Thì sau đó thì chắc là một hai ngày gì đó, em cũng không nhớ rõ, thì em được lên ca phẫu thuật và xử lý luôn cái tay còn lại. Thì từ lúc này thì em giống như là bèo trôi vậy. Em không biết là sau này mình sẽ đi về đâu, cuộc đời mình sẽ như thế nào. Chân em cũng bị tổn thương và em chưa đi lại. Và em xuất viện ở cái trạng thái đó là nằm cán để lên xe cấp cứu và đưa về nhà.
qua những cái lời chia sẻ của bạn Cục Yêu Đời thì mình mới thấy được là để mà đi đến một cái quyết định, mình mới thấy là cái sự can đảm của bạn chị ha. Để mà đi được đến một cái quyết định như vậy mình cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng mà có một cái điều mình rất là khâm phục bạn, đó là ví dụ như cả hai cái nó xảy ra cùng một lúc đi thì mình sẽ cảm thấy mình nó đỡ đau một lần đau rồi một thôi. Lần rồi thôi đúng không? Cái này mình nó giống như là một cái trường đoạn, cái gì mà cái trường đoạn nó giả mang lắm, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần nữa. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà thấy bạn là rất là vui vẻ nè, bạn là một qua một vài câu nói chuyện thôi mình có thể cảm nhận được bạn là một chàng trai rất là ấm áp và rất là điềm tĩnh. Thì để mà có được cái sự kiên định cũng như là cái năng lượng vui vẻ ngày hôm nay thì có lẽ là đã phải trải qua rất là nhiều những cái năng lượng và những cái ngày tháng u ám và tiêu cực, đúng không? Theo em được biết chị Mèo thì thời tuổi trẻ của chị Mèo cũng đã từng trải qua những cái biến cố về cái nỗi đau tinh thần cũng như thể xác như vậy, thì chị Mèo có thể chia sẻ cho quý vị khán giả em được biết không? Về những biến cố nỗi đau tinh thần thì nhiều lắm mà chắc là chị ngồi số này cũng là để muốn cùng chia sẻ với nhất về cái vượt qua cái biến cố về thân thể đi. Thì chị thì là tai nạn giao thông, em là tai nạn lao động, thì chị là tai nạn giao thông lúc đó 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang đi làm. Chiều chủ nhật đi đá banh. Nên, đi đá banh. Đấy, nên hôm bữa em ngồi cái số với chị Trúc. Là chị Trúc là đồng đội đá banh của chị ngày xưa. Trời ơi, men quá nên, trời. Nên chị Trúc mới kể cái vụ tai nạn đó là như vậy. Mọi người khi mà nhìn chị bây giờ, nhìn cái vết thương bây giờ, nghĩ là chắc hồi đó cái gì, một cái tai nạn rất là khủng khiếp. Thì chị còn có được cái lời đồn là chị lái mô tô 120 km/h té bể đầu nữa. Nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái vụ chạm trán rất là nhẹ giữa chị và một chiếc xe đạp. Thì khi mà chị quẹo cua thì cái chiếc xe đạp nó cúp đầu xe của chị và chị ngã xuống thôi. Nhưng mà vô tình khi mà chị ngã xuống thì cái phần đầu phía trước của chị đập vào cái dãy phân cách. À là con lươn phải không chị? Đúng rồi, con lươn á. Ở đường Trường Chinh mình á, bên Tân Bình á. Thì lúc đó máu chảy rất là nhiều. Cái chị đi chung với chị á, là chị mặc bộ đồ bóng đá đội tuyển Việt Nam màu trắng á. Là nhuốm đỏ máu chị luôn. Nhưng mà chị không có bị bất tỉnh cũng không gì hết. Nói chung là hoàn toàn tỉnh táo cho tới khi chị lên bàn phẫu thuật chị vẫn tỉnh táo. Và đưa chị vào bệnh viện gần đó để mà cấp cứu. Thì vô đó họ chỉ sát trùng, họ may cái vết thương trên trán. Tại vì sẽ test ngay cái trán này nè à, là may xong cho chị đi về. Mọi thứ chị cũng sẽ như em. Tức là mình không có nghĩ nó là một cái gì vấn đề nặng nề hết. Chị cũng không được nhìn mình trong gương vào cái lúc đó nữa mà. Nên không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ biết là tỉnh táo hết, biết mình té, mình bị tai nạn này nọ vô. Còn hỏi mình có uống bia, rượu, có này nọ không thì mình đều trả lời là không. Xong rồi cho chị về thì cái chị đi chung vừa đẩy chị ra khỏi phòng cấp cứu thì chị bị ói và ra máu. Thì mới lập tức chuyển chị từ bệnh viện đó qua bệnh viện quân đội 175. Và vào đó là tối rồi, 7-8 giờ tối thì mọi người cho chị đi xét nghiệm tất cả mọi thứ một lần và ngủ lại ở đó. Thì sáng sớm hôm sau thì bác sĩ xuống hỏi người nhà của chị đâu, có lẽ chị sẽ phải mổ. Chị mới nói, ủa con bị... Tức là chị không nghĩ mình nặng đến mức chị hỏi là, ủa tại sao con phải mổ? Bác sĩ, có gì nặng không? Cái bác sĩ nói là chị bị máu bầm tụ trong não. Chị cũng không nghĩ là... Chị còn tưởng đâu lúc đó chị nói, tại vì chị rất tỉnh táo, chị mới nói là... Chị nghĩ lúc đầu coi chừng bị lộn bình án của ai á. Chứ không phải chị đâu. Vẫn còn đang rất tích cực. Chắc lộn bình án của ai á, chứ con đâu có nặng dữ vậy. Xong chị đòi đi xét nghiệm lại. Chị mới nói là bây giờ cho con đi xét nghiệm lại đi. Nếu mà đúng kết quả thì con sẽ kêu người nhà lên. Thì bác sĩ cũng chiều chị cho chị đi xét nghiệm lại. Thì trong lúc đó chị gọi cho hai người anh của chị vào. Chị nhớ đó là thứ hai, tại vì sáng đó hai ông anh đều phải họp giao ban. Cũng bỏ chạy vào. Thì trong lúc chị đi xét nghiệm thì một anh đã gọi cho gia đình chị rồi. Nên vừa có kết quả xét nghiệm là chị phải mổ thì mẹ và ông ngoại chị đã lên tới nơi. Vừa lên tới nơi bị đẩy vô ký giấy cam kết sinh tử các thứ. Chưa kịp biết cái vụ gì là vô ký xong rồi đẩy chị đi mổ luôn. Chị chỉ hôn mê cái lúc mổ là bị chụp thuốc mê thôi. Là 2 tiếng rồi sau đó tỉnh lại. Và chị cũng sẽ không biết là khi mà mình tỉnh lại nó như thế nào. À trước đó chị có biết một cái và cái lúc đó là cái rơi nước mắt đầu tiên trong cái thời điểm đó. Đó là chị biết chị phải cạo đầu. Đúng rồi, thường mổ đầu là phải cạo đầu. Đúng rồi, tức là bác sĩ cho y tá lên và nói là bây giờ cạo tóc để mà mổ. Cái chị mới nói là, tại em biết phụ nữ mổ đây hả chị? Đúng mổ rồi, đây em sẽ thấy một cái đầu, đường nè. Ngay đây luôn hả? Là một cái đường từ đây
kéo xuống tới đây. Em ngồi bên đây dài dữ vậy đúng hả? Đúng rồi. Em ngồi bên đây thì em vẫn thấy cái vết thẹo. Đúng rồi. Hôm nay chị vẫn cố tình làm cái tóc này để có mọi người có thể thấy rõ tất cả vết thẹo trên mặt của chị. Thì cái vết mổ nó sẽ đi từ 2/3 từ đây xuống tới mang tay luôn á, tới mang tay của mình luôn á. Nên là phải cạo tóc. Thì khi mà cạo tóc là chị rớt nước mắt cái lần đó, là tại vì mình phụ nữ mà, cái răng cái tóc là gốc con người, là chị... thì lúc đó mới biết là nó ảnh hưởng tới nhan sắc. Chứ chị chưa biết cái vết mớp ở trên trán đâu. Đó, thì đó là cái câu chuyện tai nạn của chị năm 23 tuổi. Nhưng mà lúc đó khi mà cạo xong rồi, sau khi phẫu thuật xong, thì chị nhìn cái gương mặt của mình, hình dạng mới của mình, chị cảm thấy như thế nào? Thật ra thì hình như là kiểu như gia đình cũng không cho mình không có cái gì để coi hết á. Chị chỉ biết là chị cạo đầu xong chị đi ra là nó cũng băng bó. Thật ra mình cũng có được cầm điện thoại thì rọi vô thì thấy cái đầu băng trắng chạch vậy đó, giống như trên phim sao là phải đợi gian vậy đó. Thì mình cũng chưa biết, nó băng tới tận đây. À, băng qua luôn cái thẹo này của chị luôn. Băng tới tận đây nên chị không biết được cái sự tồn tại của cái vết hõm trên trán. Chị không biết là chị bị bể sọ mà. Trời, té gì dữ vậy? Tức là chị chỉ nghĩ là máu bầm tụ trong não, thì bây giờ mổ cái này ra, học lấy cái máu bầm ra là xong. Không có biết bể sụng sọ nên khi mà gấp cái những cái vỡ sụng sọ ra thì em sẽ bị hõm cái trán. Thì sau này chị mới biết. Trời ơi, nặng dữ vậy trời. Không, chỉ là một cuộc va chạm rất nhẹ nhàng. Thật sự nếu như em mà không thấy, đúng không? Em không thấy. Ngay kể cả bình thường, nếu như chị không trang điểm, em cũng không, em nếu mà không để ý nha, em cũng không thấy cái vết hõm trên trán chị luôn. Đúng rồi. Không nhiều thấy người, được. Nhiều người cũng không thấy như vậy. Còn cái phần trên đây thì mình có tóc để che mình rồi. Mình có tóc để che. Nhưng mà Ngọc biết chị thì những năm gần đây, còn cái vết hõm này nè, cái lúc mà mới á, nó sâu hơn bây giờ rất là nhiều. Bây giờ nó đầy lên đúng không chị? Và bây giờ chị cũng đã cảm thấy rất là bình thường với cái việc đó. Thật ra là sau khi mổ xong và quay trở lại cuộc sống bình thường thì chị cũng đã cảm thấy bình thường rồi. Đúng như hôm bữa chị Trúc chia sẻ, tức là cái lúc nằm trong bệnh viện chị cũng đã cảm thấy bình thường rồi. Chị quá mạnh mẽ. Tại vì không có sự lựa chọn. Không, thật sự nếu như mà em là chị thì chắc cũng sẽ phải như vậy thôi. Bởi vì đâu có sự lựa chọn nào. Mình cũng không thể thay đổi được những điều nó đã xảy ra. Chị có hỏi bác sĩ sau này khi mà mọi người nói là tại sao mình không đi thẩm mỹ lại á. Tại vì thẩm mỹ được. Cái xong chị lúc đó chị hỏi bác sĩ tại sao cái lúc xưa mổ không có làm cho nó thẳng lại luôn mà để bây giờ phải vậy, thì bác sĩ có nói là lúc đó chỉ quan trọng cái việc là cứu sống và giải quyết cái vấn đề về sức khỏe thôi. Nhưng mà có bao giờ chị nghĩ là chị sẽ đi làm lại không? Chị có, nhưng mà vì không phải là vì nhan sắc hay là vì chị, mà là lúc đó chị vì ông ngoại chị. Lúc ông ngoại chị còn sống á, ông ngoại chị và cha chị cứ sợ một cái nỗi là nếu chị như vậy chị không lấy chồng được. Là cứ mỗi lần chị về quê là cứ ngồi cứ mè nheo cái việc là kêu chị đi làm cái này lại đi. Thì cái lúc đó cách đây cũng 5 năm trước rồi, là chị có quay lại bệnh viện để chị hỏi về việc tái khám cũng như làm lại cái này. Thì bác sĩ cũng muốn làm lại khi nào cũng được, rồi xét nghiệm các thứ. Cái xong chị khi mà xét nghiệm cái chị mới hỏi là cái tiểu phẫu này làm có nhanh không, nó như thế nào. Cái bác sĩ mới nói đâu, cái này đâu phải là tiểu phẫu, cái này là đại phẫu, mà là chị phải cạo đầu và chị mổ lại cái vết thương đó. Sao chị đi về luôn, chị không muốn trải qua cái điều đó thêm một lần nào nữa. Nên chị quyết định để vậy tới bây giờ. Thôi kệ đi, đôi khi đó cũng là một cái chiến tích tuổi trẻ. Signature của mình. Và cảm ơn những chia sẻ của chị Phương. Quay lại với bạn cục yêu đời nha. Đó là sau khi mà theo Ngọc được biết á, là sau khi mà bạn xảy ra những cái biến cố như vậy và bạn đã quyết định đi học trở lại. Vậy thì lý do từ đâu và từ bắt nguồn từ cái suy nghĩ nào mà bạn định hướng lại cuộc đời của bạn? Cái điều mà để bản thân em quyết định làm cái gì đó cho cuộc đời của mình, chắc nó xuất phát từ cái tình yêu thương của gia đình. Thì chỗ lúc nãy em có nghe chị Mèo kể một cái chỗ đó, là khi mà gia đình hay cái việc mình bị tai nạn và chạy đến thì cái việc đầu tiên đó là ký giấy. Thì em cũng có như vậy, cảm thấy bản thân mình đâu đó. Thì mẹ em thì đi làm xa, thì cái thời điểm mà cái đêm mà trước khi mà em mổ là lúc mà mẹ em về. Mặc dù là mẹ không khóc trước mặt em khi mà hay tin là em phải phẫu thuật như vậy. Nhưng mà sâu bên trong em thì em nhìn thấy rất là rõ cái ánh mắt và cái sự tiều tụy của mẹ của mình. Thì
Về sau khi mà em được về nhà thì đó là em đi cũng đi không được đâu. Lúc đó thì em đi cũng đi không được. Và tất cả mọi thứ sinh hoạt của mình, dù là nhỏ nhất thì cũng đều là do mẹ hoặc là ba hoặc là anh chị em trong nhà giúp đỡ thôi. Mà chủ yếu là mẹ. Sau một cái khoảng thời gian mà em điều trị cũng như là trở về nhà để hồi phục á, thì gia đình gần như là bỏ hết cái công việc để chăm sóc cho em á. Thì cũng đến lúc là mẹ cũng phải quay về lại cái công việc để tiếp tục kiếm tiền để sống. Thì lúc đó thì không còn cách nào khác là phải cùng đưa em theo để vừa làm vừa chăm sóc. Thì thật sự là đến lúc này em mới nhìn thấy cái cảnh mà trong mấy năm qua, cái khoảng thời gian mà em không sống với mẹ, thì cái công việc của mẹ nó như thế nào. Mẹ em thì làm ở giữa một cái cánh đồng rất là lớn, và phía trên thì có những cái lớp màn cao su trắng để cho ánh sáng lọt vào. Thì mẹ em cắt hẹ ở trong đó. Thì em ra em nhìn, hôm đó trời rất là nắng, và mẹ cắt từng cái bó hẹ như vậy, cắt tay và chắc lên những cái chiếc xe rùa mà họ xây hay dùng để đẩy hồ. Thì chắc khá là cao, chắc khoảng ngang tầm mắt. Thì khi mà chắc đầy rồi thì bắt đầu mẹ em đẩy. Thì cái quãng đường nó đâu đó chắc hơn 100 mét, và cái đường nó không bằng phẳng. Gập ghềm. Dạ, nó là cái đường chấu á chị. Thì chị biết là cái xe đó mà đẩy trong cái đường chấu thì nó rất khó khăn. Cộng với cái việc xe gùa nó mình phải nó dùng chành. Dạ. Và phải dùng lực nhiều dạ, mới có thể giữ dạ. thăng bằng và đẩy. Dạ, và nó nặng nữa. Thì mẹ em vừa đẩy mà vừa hả họng thở bằng miệng thôi. Thở bằng miệng và mặt thì đỏ hết lên. Thì lúc đó thì em nhìn đúng cái cảnh đó mà em cảm thấy trách bản thân mình. Tại sao cái xuất phát điểm của mình là giúp đỡ, nhưng mà bây giờ kể cả cái việc trở thành gánh nặng, thấy cái cảnh như vậy mà không giúp được. Dạ, mình không giúp được. Dạ. Bắt đầu cảm thấy cái từ bất mình lực. Dạ, bất lực mà dùng từ nặng hơn là cảm thấy mình vô dụng luôn. Đấy. Và em quay đi, và lúc đó thì em chỉ biết khóc thôi. Lúc đó thì em chỉ biết khóc thôi. Và đó nó như là những cái giọt nước mắt mà lần đầu tiên mà em khóc nhiều nhất, kể cả là cái quá trình mà chịu những cái nỗi đau phẫu thuật mà em vẫn chưa từng khóc lần nào. Thì tức em khóc và em quyết định luôn là em không sống với ba mẹ nữa. Em đơn giản là em không muốn nhìn thấy cái cảnh đó, và em muốn là bản thân mình phải thật sự là sống chứ không phải là tồn tại. Dạ. Đó là câu em rất là thích. Và em về em sống với người chị của em. Thì thật ra chị cũng không có thời gian để chăm sóc em đâu, chị cũng đi làm suốt thôi. Thì sáng thì chị phải nấu ăn và đút em ăn xong rồi chị mới đi làm, rồi trưa thì chị được nghỉ trưa thì lại ăn vội một cái nắm cơm chạy về để đút cơm cho em rồi lại đi làm. Thì có những buổi mà chị tăng ca thì phải nhờ những cái người bạn xung quanh đó để qua chăm em cho em ăn. Thì khoảng thời gian đó thì em vẫn chưa tự lập được cái gì hết. Dạ. Thì kể cả cái việc uống nước em cũng chả dám, tại vì sợ mất vệ sinh, sợ mình đi không được. Thì có một hôm là kiểu chị tăng ca, thì anh bạn của chị cũng tăng ca luôn. Thì em ở nhà một mình thì hôm đó rất là đói bụng luôn rồi. Bắt đầu bản năng sinh tồn mình bắt đầu nó trỗi dậy. Và em bắt đầu em tìm cách để em ăn. Thì lúc đó có một cái tô cơm nguội mà chị em để ở trên bàn từ sớm á. Ban đầu thì em cho luôn cái mặt mình vô, úp luôn cái mặt vô cái tô cơm đó để ăn những cái hộp cơm trắng, cơm nguội thôi. Thì sau đó thì kiểu trong đó nó có cái giá nữa. Ăn đến một lúc mình nó vơi rồi, mình không còn ăn tới nữa. Thì em bắt đầu lấy cái giá, bắt đầu em lấy một tay của mình em bật lên, em đè lên để em ăn. Thì em mới phát hiện là như vậy mình ăn được nè, mình ăn như vậy mình ăn được nè. Đó, và về sau thì em bắt đầu tự tập. Em không cho gia đình đút em nữa. Thậm chí là em nổi cáu luôn. Nên là để con tự làm. Đến chắc đâu đó khoảng một tháng thì em bắt đầu quen với cái việc ăn đó. Và
nó là cái niềm hy vọng đầu tiên của em, để em có cái niềm tin là à, mình vẫn còn có thể, chứ không phải là mình không thể, giống như là những cái mà mình đã gieo vào đầu trước đó, khi mà mình không còn đôi tay. Dạ. Và sau từ đó là em mới khoảng bao lâu thì em mới bắt đầu quay trở lại trường? Em mất 2 năm. Em mất 2 năm và thật sự là cái thời điểm mà em quyết định là em nghỉ học, và em có tự khẳng định với bản thân em một câu đó là mình sẽ không bao giờ trở lại con đường học tập. Khẳng định như vậy. Thì đến khi mà quay trở lại học thì mình cũng hơi ngại với lại ba mẹ của mình. Lúc đó mình quyết liệt lắm. Thật sự lúc đó thì nó là quyết định rất là táo bạo đối với em. Em vẫn chưa thoát ra được cái ngoại hình của mình, vẫn chưa thoát ra được cái sự sợ hãi, cái sự tự ti của bản thân mình. Nhưng mà em nghĩ nó sẽ là một cái thử thách mà nếu mà em vượt qua được thì em sẽ sống, em sẽ trở lại cái cuộc sống của em. Và em quyết định thử thách với nó. Rồi khi mà em quay trở lại trường á, thì em mất khoảng bao lâu để mà em có thể hòa nhập được với bạn bè? Em mất một năm. Một năm. Thì thật ra xuất phát điểm của em thì cái đầu em chống gọng, vậy chứ nó không học gì hết. Sau khi quay lại thì rất là nhiều cái rào cản về kiến thức cũng như là sự tự ti của bản thân mình. Thì em không có kết nối được với các bạn trong lớp. Mọi người thường hay nghĩ là học giáo dục thường xuyên thì sẽ gặp những cái bạn rất là quậy, rất là nghịch và kiểu không có dạy nổi á. Thì bản thân em lúc đầu cũng sợ như vậy, nhưng mà khi mà học cái lớp đó, chắc là do một phần do em may mắn, thì các bạn khá là hòa đồng và gần như là các bạn không có những cái sự kỳ thị đối với em, và các bạn kiểu rất là nhiệt tình để hỗ trợ em trong cái việc học tập. Và sau một năm thì em bắt đầu tìm lại được những cái kiến thức, thì lúc này em mới tự tin. Em mới nói chuyện với các bạn nhiều hơn, em mới vui đùa nhiều cởi hơn. Dạ, cởi mở hơn. Thì lúc đó thì em mới bắt đầu cảm thấy là mình sống lại rồi. So với những bạn bình thường khác thì cái việc mà viết của em cũng phải mất một cái khoảng thời gian rất là nhiều, và gần như là phải nỗ lực rất là lớn để mà có thể theo kịp bạn bè ở trong lớp. Thì thật ra thì nó cũng là một cái vấn đề lúc đó em rất là lo nha chị. Tức là trước đó thì em chưa từng nghĩ là em đi học lại, mà cho nên là em cũng không tập viết luôn. Em chỉ vô tình đúng một lần nữa là em có kết bạn với một người bạn trên mạng xã hội á, và có một lần bạn đó bảo là viết tên bạn ấy để tặng bạn ấy. Thì lúc đó thì em chỉ cầm cây bút lông rồi viết cái chữ thật là to thôi, chữ là to viết tên bạn ấy. Thì lúc đó em nhận là mình vẫn còn viết được, nhưng mà em không tập nha, lúc đó là không tập, chỉ sử dụng điện thoại rồi máy tính thôi, cũng không viết làm gì đó. Thì đến khi mà trước cái ngày mà em đi học á, em mới đọc cầm bút, em cầm bút và em viết viết từng chữ, em viết một cái tờ đơn. Lúc đó thì em đang viết một cái tờ đơn cho gia đình, thì lúc đó không ai chịu viết hết trơn, thì em viết. Em xin phép em viết. Thì em nói bản thân em là nếu mà mình không viết được cái tờ đơn này mình không đi học đâu. Thực sự lúc đó nếu như mà nó giống như là mọi thứ bắt đầu từ con số 0. Dạ. Mà còn khó hơn nữa chị. Có một cái mà chị hay nói với những người mà họ sẽ có một cái khiếm khuyết nào đó hay một cái mất mát gì đó sau tai nạn á, là nếu mà em bẩm sinh em bị như vậy, nó sẽ dễ chịu và em dễ làm quen, và cái tâm lý của em sẽ khác hẳn với những người họ mất đi một cái khía cạnh gì đó trên cơ thể mà sau tai nạn. Tại vì họ đã biết cái cuộc sống khi đủ đầy, khi trọn vẹn nó như thế nào. Thế bây giờ lại mất đi. Đúng rồi. Thì rất khó và cần một khoảng thời gian rất lớn để mà em sống lại từ đầu. Nhưng mà theo em được biết là chị Mèo cũng có học về tâm lý học nè. Ví dụ nếu như trong cái trường hợp của bạn cục yêu đời đi, thì đối với một người đã từng có đầy đủ như vậy mà đến một lúc nào đó họ lại mất đi và họ phải bắt đầu xuất phát điểm từ cái con số âm luôn, thì theo tâm lý học của như chị đã học á, thì phải làm như thế nào để mà mình có thể chấp nhận được những cái chuyện đó để cho nó đỡ đi, gọi là nặng nề đi, và mình phải bắt đầu lại một cái cuộc sống. Em nghĩ đây là một trong những cái kiến thức mà mọi người đang rất là mong chờ để được nghe. Chị sẽ không dám nói sao gọi là cái gì tâm lý học đâu,
mặc dù chị học nhưng mà chị muốn cho mọi người sẽ dễ hình dung hơn về tâm lý con người thôi. Thì khi mà, và có một nhân chứng sống ngồi đây thì mình sẽ đỡ khi mà mình rơi vào cái nghịch cảnh đó, thì cái đầu tiên tâm lý mình có đó là sẽ là thất vọng rất là nhiều, kiểu mà gọi là bế tắc á, với những cái biến cố và những cái gì mà mình đang gặp phải. Thì khi đó, khi mà chị gặp những bạn đó thì chị sẽ nói là các bạn cứ hãy là sống trọn vẹn với cái nỗi đau đó, tức là chìm đắm trong cái nỗi đau luôn, cho đến một cái lúc đủ mà mình cảm thấy đau đủ để mà mình chấp nhận nó. Chỉ có một cái hướng, cái hướng đó, tất cả mọi thứ, khỏi cần nói về tâm lý học, tất cả mọi thứ khó khăn, biến cố cái gì đến với mình, nó sẽ giống như một tảng đá trước mặt em. Một là em sẽ dừng lại trước nó, hai là em phải đối mặt và em bước qua nó. Thì khi mà mình cứ đứng đó và mình nhìn nó hoài, mình cũng đâu vượt qua được đâu. Thì tới một cái lúc mà em đủ chấp nhận, ví dụ nhất cũng sẽ phải đủ chấp nhận là cái việc mình phải mất hai tay. Cái đủ chấp nhận là việc là chị sẽ bị móp trán, hay là có những bạn gặp chị tai nạn là sau một tai nạn bạn không còn nhìn thấy được nữa. Tại vì với tất cả mọi khó khăn hay biến cố xảy đến, hay là bất kỳ điều gì, chỉ có hai hướng, một là chấp nhận, hai là thay đổi. Mình không thay đổi được thì mình phải chấp nhận. Và sau khi mà mình có cái tâm lý chấp nhận rồi thì nó sẽ cho mình một cái sự chuyển biến tâm lý của mình, mới sẽ chuyển qua cái vậy thì bây giờ mình sẽ sống như thế nào với nó. Thì mình sẽ bắt đầu mình ngồi xuống, mình đối thoại với chính bản thân mình. Mình tự vẽ ra một cái bức tranh, mình tưởng tượng, mình tập luyện, mình xây dựng một cái cuộc sống mới của mình với những cái gì vốn dĩ mà mình đang có. Và mọi thứ tiền đề nó phải bắt đầu bằng việc em chấp nhận. Em sẽ không thể làm được gì nếu như em không chấp nhận cái thực tại và những cái gì nó đang xảy ra và những cái gì mà mình đang phải đón nhận. Nhưng mà em có một cái thắc mắc của cá nhân em thôi. Ví dụ đó là đối với những người, những bạn mà họ tìm được thấy những cái tia hy vọng trong cuộc sống. Nhưng mà em trong cuộc sống, ví dụ như trong nghề nghiệp của mình đi, mình cũng thấy có rất là nhiều bạn nghệ sĩ, tuy họ như vậy đó, họ không có cái gì để mà họ phải lo lắng luôn á, nhưng mà đôi lúc họ vẫn sẽ bị tiêu cực và bị chìm đắm trong đó luôn. Chị hiểu ý em ngon này, là tại vì sẽ có những người khi mà, tại vì cái gì cũng sẽ có hai mặt, chìm đắm trong nỗi đau, sẽ có những người họ bị lún xuống đó luôn. Họ sẽ cảm thấy rất là bất hạnh, và họ cảm thấy giống như sẽ có những cái giai đoạn mà nhất em cảm thấy là em cảm thấy vô dụng á. Em cảm thấy mình bất lực á, là lúc đó họ sẽ dễ tìm đến cái việc là kết thúc cuộc sống của họ ngay tại đó. Tại vì họ cảm thấy không còn động lực gì để sống nữa. Tại sao tôi phải sống với cái cơ thể này, với những cái xấu xí này. Thì lúc đó khi mà những bạn mà đang trong tình huống đó đến gặp chị á, chị sẽ dẫn họ đi từ thiện. Chị sẽ dẫn họ đi gặp những cái mảnh đời bất hạnh hơn họ, hay là cho họ, giống như ví dụ nếu em gặp chị lúc đó, chị sẽ cho em xem Nick Vujicic. Tức là mình sẽ, nếu như các bạn đó không đủ cái sự tích cực để tự tìm đến, ví dụ như nhất sẽ là người chủ động tích cực, chị sẽ là người chủ động tích cực, thì mình sẽ tìm cái hướng, cái mình sẽ tưởng tượng cái bức tranh tâm lý là lúc đó mình ở trong một cái hang tối, mình sẽ cố gắng tìm ra cái ánh sáng nào lẻ lối, thì mình sẽ đi theo cái ánh sáng đó. Đó là của những người tích cực, là sẽ tìm ánh sáng. Còn sẽ có những tiếp người là họ, trước khi họ bị rơi vào cái vực thẳm bóng tối, họ đã tối tâm rồi. Tức là họ đã bị tiêu cực, tôi xích, họ đã tối tâm rồi. Thì khi họ bước vào cái, họ rơi vào cái vực thẳm tối tâm, thì họ không có cái động thái đi tìm ánh sáng. Thì lúc đó là mong là những người xung quanh á, ví dụ là gia đình, là bạn bè, là nếu mà bản thân mình, người thân mình rơi vào tình huống đó, thì mình hãy là những người cầm tay họ đi tìm ánh sáng. Tại vì họ đang bị bế tắc quá. Và đừng để cho họ một mình. Để họ một mình thì họ sẽ rất dễ đi sai đường, kết thúc luôn. Cái cuộc sống vì họ cảm thấy họ vô dụng. Thì cái khoảng thời gian đầu mà em bị tai nạn á, thì em có một khoảng thời gian ở dưới quê 5 năm trước khi mà em lên thành phố Hồ Chí Minh này. Thì y như chị Mèo chia sẻ luôn, tức là cái tâm lý của em lúc đó nó có hai luồng. Một luồng đó là nó rất là tối, và đôi khi nó làm cho mình, nó kéo mình xuống tận cùng, rất là sâu luôn, và nó làm cho mình không muốn tiếp tục với những cái bề bộn, những cái khó khăn mà mình đang gặp phải nữa. Và một bên đó thì nó có một cái tia hy vọng rất là lớn, và nó lúc đó nó đòi hỏi cái sự gọi là hơi liều một xíu, mình dùng cái từ liều cho nó dễ gần, thì nó cần mình hơi liều một xíu để mình đi qua. Và lúc đó em chọn là em liều bản thân mình, em gieo bản thân mình vào những môi trường nó khác với những cái môi trường mà em đang sống đi. Trước đó em chỉ nhốt mình ở trong bốn bức tường thôi. Nó rất là tù, nó kéo mình đi hết cảm xúc này, tiêu cực này, đến cảm xúc tiêu cực khác luôn. Đó. Và một khi mà em bước ra một cái môi trường khác rồi, bắt đầu em nhìn thấy những cái góc nhìn mới.
giống như chị nói, cái khoảng thời gian 5 năm ở dưới quê đó em chưa từng đi từ thiện hoặc là gặp những cái hoàn cảnh nó gọi là khó khăn hơn mình, thì mình cứ nghĩ là mình là bất hạnh nhất rồi, mình bất hạnh nhất rồi, và mọi người phải có trách nhiệm là phải thương yêu mình, phải nhường nhịn mình các kiểu, thì lúc đó bị vướng cái tâm lý như vậy. Và sau khi mà em quyết định là mình sẽ có một cái môi trường nó khác đi so với trước cái khoảng thời gian trước mà mình sống đó, thì em lên đây thì em mới bắt đầu có những cái cơ hội em tiếp xúc với nhiều người hơn, những cái hoàn cảnh gọi là có những cái khuyết điểm nó lớn hơn mình. Và bắt đầu lúc này em mới cảm nhận được là hóa ra là trước giờ mình nghĩ mình là người bất hạnh nhất rồi. Nhưng mà mình vẫn còn may mắn nhiều người đấy. Thì lúc đó mình cảm thấy là mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với những gì mình đang có. Và thật sự những cái lúc đó là cái lúc thật sự mà em đã chấp nhận với cái khuyết điểm của mình và em đã đi qua được. Và cái chỗ này chị cũng sẽ muốn nói thêm á, tức là khi mà các bạn đang ở biến cố, ở tai nạn hay một cái gì đó, các bạn giờ mình tưởng tượng luôn, tức là mình sẽ tự tưởng tượng để mình vượt qua. Nếu mình được lựa chọn, giờ đứng trước mình là thần chết đi, sẽ lựa chọn một là bạn mất hai cái tay, hai là bạn chết, hoặc là một là chị bị bể đầu, hai là chị chết. Thì lúc tức là chị nói đó là bài học của sự may mắn. Tại vì cái cuộc đời của mình thì cuối cùng cũng là, hoặc là ghê gớm nhất thì cũng là cái chết thôi mà, đúng không? Thì mình cứ so mình với cái chết là được. Thì so vậy là cỡ nào mình cũng thấy mình may mắn. Giờ ví dụ sau tai nạn đó là xong, giờ lên hốt về luôn hay là như vậy, thì bạn sẽ chọn cái nào? Thì lúc nào chị đứng trước mọi thứ, chị sẽ luôn so sánh cái chị đang gặp phải với cái chết. Đó cũng là một cách để mà mình thoát ra khỏi đúng những rồi. Cái, tự kỷ, cái tiêu, tâm lý. Tiêu cực. Đó cũng là một cái tip cho tất cả các bạn mà đang xem podcast sắc ngày hôm nay đó. Khi mà chúng ta cảm thấy quá bức bối, chúng ta hãy tự tưởng tượng trong một cái tình huống xấu nhất. Nếu như mà mình cứ đi theo cái đà này thì cái tình huống xấu nhất đó chắc chắn là sẽ xảy ra rồi. Còn bây giờ nếu như mà mình chưa đến cái tình huống đó là mình vẫn còn đang rất may mắn rồi. Cho nên chúng ta hãy bám vào những cái điều tích cực, mặc dù nó rất là nhỏ nhoi và le lói, tuy nhiên nó sẽ là những cái cứu cánh cho mình trong những cái hoàn cảnh đó. Nó còn một cái ý mà lúc nãy chị Mèo chia sẻ, em rất là tâm đắc, phải nói là vô cùng tâm đắc luôn, đó là hãy tận hưởng những nói cái không? Nỗi đau, những cái khó khăn mà mình đang trải qua. Mà tại vì nghe nó cũng hơi gọi là điên khùng ha. Đúng. Thực ra có một người chị thì chắc là nói với em cái câu đó hồi năm trước, thì mới đầu em nghe, ôi, mình có bị khùng không mà mình tận hưởng nỗi đau. Nhưng mà sau khi mà ngẫm rồi á, mới thấy nó thật sự là nó rất là quý giá. Tại vì trong cái nỗi đau đó, nó sẽ cho mình những cái bài học cuộc đời ở trong đó mà khi mà một người mà đi trên con đường bằng phẳng họ sẽ không bao giờ học được. Và có những cái bài học mà mình phải học để mình trân trọng cái cuộc sống này á. Thì như em trước kia thì em đâu có trân trọng cái cơ thể, đâu có trân trọng cái đôi tay của mình đâu. Nhưng mà sau khi em trải qua cái nỗi đau đó rồi thì em lại rất là trân quý, rất là khát khao có lại được nó, nhưng mà nó đã quá muộn rồi. Và thay vì em cứ hoài niệm với cái đó, thì em sẽ trân trọng những cái thứ hiện tại mà em đang có. Em trân trọng đôi chân mình hơn, em trân trọng cái trí não của mình, cái cơ thể của mình hơn. Đó thì em nghĩ có những tiếp người trong đó có em, thì em phải trải qua những cái điều đó thì em mới biết được là cái sự trân trọng, sự yêu thương là nó như thế nào. Theo như tất cả mọi người bây giờ ai cũng xài mạng xã hội đúng không? Thì có bao giờ mà cục yêu đời với lại chị Mèo bị những cái bình luận khiếm khuyết về ngoại hình của mình không? Chắc để chị Mèo chia sẻ trước đi. Chị hả? Nếu mà nói về những cái vết thương, vết sẹo, thì thật sự như em ngồi bên ngoài nhiều khi em còn không nhận ra. Nên đôi khi chị lên video hay lên hình á thì không có thấy, hoặc là thỉnh thoảng có thấy á, thì mọi người sẽ nghĩ là chị bị đánh khói á. Chị bị lỗi mắt cúp Chị bị lỗi mắt cúp vậy thôi, nên chị không có bị cái vấn đề đó. Thậm chí ví dụ khi chị đi gọi đầu massage, người ta gờ tới cái người ta hỏi, người ta cũng ngại hỏi. Ban đầu em không biết nha, ban đầu em nhìn em tưởng là đó là cái vết bớt à. Cái bớt của chị. Tại vì cũng có nhiều người ta bị cái bớt như vậy đó. Thì lỗi mắt cúp kiểu khói tào lao gì đó, nó bị vậy rồi gốc mấy cái thứ. Nên chị chưa có bị body về ghế đó. Mà chị bị nói mắc cười lắm là cái cặp chân mày. Nhưng mày bị sao? Em nhìn em sẽ thấy rất bình thường đúng không? Là khi chị bình thường, nó vẫn bình thường, cho tới khi là
chị nói á, cái cơ mặt của mình thường không có đều. Và mình nói cái mình biểu cảm biểu đạt này nọ, cái chân mày á nó kỳ lắm, tức là thì mọi người nói kìa, bà này làm chân mày ở đâu vậy, rồi cái chân mày bà này sao á, thì chị bị nói nhiều nhất là cái chân mày, rồi nói chị là vẽ chân mày lệch cái kiểu chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi, nên chị thấy mọi thứ nó cũng chỉ vui thôi, nó hài hước thôi chứ chắc là không sẽ có không có bị nặng nề như như nhất đâu. Có vẻ như các anh làm chân mày cũng như là make up cho chị chắc cũng chịu khổ áp nhiều lực lắm. Áp lực nhiều tôi bị trách quan. Thì thật đó, nói bản thân em khi mà xuất hiện trên mạng xã hội thì em cũng không nghĩ là sẽ có những cái sự toxic đâu. Thì mình nghĩ là mình như vậy thì mọi người sẽ yêu thương mình chứ, mọi người yêu thương mình. Thì sau đó thì cũng bị những cái bình luận toxic. Thì lúc đầu thì thật sự là bản thân em cũng không chấp nhận được và em rất là nản, kiểu cũng ban đầu thì mình cũng trả lời gọi là qua lại như ta cái cơm kiểu bát, đúng bát. Rồi cơm bát. Đúng đúng kiểu như vậy. Nhưng mà sau này khi mà kiểu như trải qua nhiều thứ rồi á, nỗi đau rồi nỗi buồn rồi cái sự cô đơn rồi nhìn những cái người khó khăn rồi mình lại thấy mình may mắn, thì sau khi trải qua những cái thứ trong cuộc đời như vậy thì em cảm thấy thương những người đó. Nhưng mà chị không biết cái chị sắp nói nó có đúng tâm lý của em hay không. Nhưng mà ví dụ với những cái trường hợp như của Nhất á, thì chị không nghĩ cái những cái toxic hay những cái body shaming nó đáng sợ bằng cái là những cái lời nói hay những cái sự thương hại. Nó sẽ đáng sợ hơn với chị nha. Thì không biết em có không, tức là kiểu khi dụ làm gì đó nó không làm được đâu, kiểu nó bị vậy nó không làm được đâu. Dạ, hay là cái sự thương hại dành cho những người khiếm khuyết, chị cảm thấy nó dễ tổn thương hơn là hơn là những cái bình luận. Tại vì khi mà một người đã có thể đủ can đảm, đủ bản lĩnh, đủ chấp nhận để vượt qua những cái khiếm khuyết của bản thân, thì những cái bình luận đó, nó những bình luận toxic hay là mỉa mai cái ngoại hình nó không có đáng sợ nữa đâu. Tại vì cái khủng khiếp mình đã trải qua rồi thì những cái đó rất là bình thường. Tới lúc đó họ sẽ sợ những cái là tại vì họ đang tái hòa nhập với cuộc sống, thì họ sợ nhất là những cái sự không công nhận và sự thương hại của những người xung quanh rằng mình không làm được đâu. Thì nó sẽ đáng ghê hơn, đáng sợ hơn. Nên ngay cả chị chia sẻ điều này để người lạ nói mình thì sao cũng được, đúng không? Nhưng mà lại càng tổn thương hơn nếu đó là của những người thân. Mình biết họ không có ác ý, nhưng mà lúc nào cái sự chăm chút của họ hay là cái sự lo lắng của họ trong những cái nhỏ nhặt dành cho mình, và mình cảm thấy là mình không làm được cái đó và họ thương hại mình á, thì chị nghĩ nó sẽ hơi ảnh hưởng tâm lý một xíu cho những trường hợp như vậy. Thì chị nói vậy là với trường hợp của em thì em có cái tâm lý đó không? Có vẻ như hôm nay chị ngồi đây là để hiểu em hay sao? Chị học tâm lý học mà. Đúng là có một người nói hộ lòng mình. Đúng rồi, rất là hạnh phúc khi mà gặp được một người mà hiểu mình và nói hộ lòng mình đó. Thì gần đây em cũng học được cái câu nói mà nó đúng với những gì mà chị vừa mới chia sẻ, đó là em cũng hay nói với mẹ em luôn, khi mẹ em với lại gia đình em khi mà hỗ trợ em quá nhiều thì em mới nói câu là đừng cướp mất đi sự trưởng thành của con. Tức là đôi khi bản thân mình á giúp đỡ một cách thái quá, một cách không biết cái điểm dừng á, thì đôi khi nó lại phản tác dụng làm cho cái người được giúp đỡ họ bị lệ thuộc và họ không có cái bản năng làm được cái việc đó nữa. Cũng giống như cái việc mà khi mà mình sinh con ra vậy, mình chiều hết mức, mình lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ, lo chăn ấm niềm im quá rồi, đến một ngày nào đó khi mà bạn đó trưởng thành và bạn phải bước ra đời thì lúc này bạn mới học, thì bạn sẽ rất vất vả hơn rất là nhiều so với những cái bạn đã từng trải luôn. Thì đó là một cái bài học mà sâu sắc nhất mà em học được trong khoảng thời gian qua. Như thời gian qua là cha chị bị bệnh nặng á, và bây giờ cha chị phải nằm một chỗ và hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, ăn uống vệ sinh tiêu tiểu rồi cái thứ. Nhưng mà trước đó cha chị là một người rất là phong độ, cao to mạnh mẽ đẹp trai cái thứ, và chị rất sợ cha chị có cái cảm giác bị thương hại đó. Tại vì cha chị có nhận thức hết tất cả nhưng không làm được gì cả.
thì nó rất là khủng khiếp nếu đúng như rồi. Mà mình cảm nhận được sự thương hại, nên lúc nào chị về chị thăm hay là chị cũng làm tâm lý với mẹ chị, tại mẹ chị sẽ là người chăm sóc trực tiếp, là kiểu mà đừng có hùng hàng, đừng có nạt nộ, tức là người nuôi cũng sẽ có cái tâm lý của người nuôi là cũng bực bội đôi mệt mỏi chứ em dạ. Phải khiêng, phải bây giờ một người vợ phải ẵm người chồng các thứ, thì tại vì nếu mà làm cho có cảm giác người ta là bất lực thì người ta sẽ dễ tự kết thúc lắm. Rồi chị về chị chở cha chị đi khám bệnh, chị cũng sẽ nói kiểu là mau khỏe nha, khỏe là xong không chứ gì, hỏi qua lái xe không, qua lái xe không, qua chở con đi, mau khỏe là mình chở, mình làm đi, mình khích lệ cho rồi. Người ta hơn là cái việc là mình làm giúp và mình cho người ta cảm thấy vô dụng, hoặc là chị lái xe chị nói chỗ này hồi đó cha chỉ con lái vậy nè cho nhớ không, để cho họ thấy là những cái giá trị của họ vẫn còn được duy trì. Với lại theo quan điểm của chị nha, sau những cái biến cố mà chị đã gặp rồi, sau khi như chị vừa kể đó là về cha chị, thì cái quan điểm của chị về sắc đẹp và ngoại hình trước biến cố và sau biến cố nó sẽ thay đổi như thế nào? À, nó không có gì thay đổi, tại vì chị nhất quán từ hồi năm chị 6 tuổi. 6 tuổi á? Cái lúc chị? Mà chị nhận thức được sắc đẹp và là 6 tuổi em. Chứ không phải là bây giờ. Thì lúc đó chị có một người bạn thân kiểu hai đứa nít ngủ giáo ở gần nhà, không đi hai đứa đi chơi vòng vòng sớm. Lúc nào lại những cái người lớn á, họ cũng ôm cưng nựng cho kẹo bạn đó nhiều hơn. Không, nhiều khi quên chị luôn. Cái xong họ quay lại mới thấy một cái đứa đứng đó và cho chị những viên kẹo thừa, gán móc rồi coi còn gì không để cho chị. Tại vì bạn kia trắng trẻo xinh xắn, còn chị nhỏ xíu rồi đen, ngày xưa dưới quê đen lắm. Kiểu giống như nếu mà so sắc đẹp thì mình không bằng bạn đó. Cái chị chạy về nhà, cái chị ngồi chị kiểu tuổi thân, lúc đó tuổi thân rồi, khóc. Cái ông ngoại chị hỏi là tại sao con khóc, y chang một luôn, tại sao con khóc. Cái chị ngồi chị kể như vậy đó. Và cái lần đó là lần thức tỉnh chị đầu tiên trong cuộc đời này về sắc đẹp, là ông ngoại chị sẽ không nói như những gia đình khác, thôi cháu của ngoại đẹp mà. Ông ngoại chị không có nói vậy, ông ngoại chị nói là nếu con cảm thấy mình không đẹp thì con giỏi đi. Tại vì thời gian sẽ làm cho cái sự giỏi nó phát triển và làm cho sắc đẹp lụi tàn. Lúc 6 tuổi chị nghe con nói đó và tự nhiên cái chị nín khóc luôn. Và chị và ông ngoại chị theo đuổi cái công cuộc là mình giỏi hơn từ năm 6 tuổi. Cái ông ngoại bắt đầu mua sách cho chị, giáo dục chị. 6 tuổi cho đọc Lão Tử Đạo Đức Kinh, Khổng Tử Tinh Hoa, Binh Pháp Tôn Tử. Tức là không hiểu gì cũng đọc. Tức là hai ông cháu cùng quyết định trên con đường là chinh phục cái tư duy học thức. Nên cái việc nhận thức về cái đẹp của chị nó không nằm ở trước hay sau tai nạn, mà chị đã nhất quán từ hồi nhỏ rồi. Nên nó đó cũng là điều may mắn để cho khi mà chị bị tai nạn, chị không cảm thấy nó quá ảnh hưởng gì tới chị nữa. Tại vì nhỏ giống vậy mình cũng không đẹp rồi. Và đối với chị là cái nét đẹp tri thức nó mới là cái quan trọng hơn. Và trường tồn. Nhưng mà thật sự phải nói là chị có một ông ngoại quá tuyệt vời. Bởi vì cũng có nhiều bạn cũng như vậy, nhưng mà họ sẽ không có được một cái nền tảng hỗ trợ từ gia đình giống như chị đã từng có một người ông rất là uyên bác. Và em nghĩ đó là một trong những cái gọi là may mắn của cuộc đời mình á. Và có thể là sau cái tập podcast này, thì ví dụ như các bạn nào đang xem những cái tập podcast này mà gia đình của mình hoặc là con em của mình đang cũng có những cái trường hợp như vậy, thì các bạn hãy nhìn thấy cái trường hợp của chị Mèo và hãy trở thành giống như là một cái biểu tượng như ông chị Mèo đó. Còn với cuộc yêu đời thì sao? Em có nghĩ là cái ngoại hình và cái nhan sắc nó chiếm một cái vị thế rất là quan trọng trong cuộc sống không? Thật ra em nghĩ nó quan trọng đó, nhưng mà nó sẽ không quá quan trọng. Tại vì có một câu nói đó là đến vì cái gì thì sẽ đi vì cái đó. Thì vẻ bề ngoài nó chỉ là một cái để mình có cái sự ấn tượng ban đầu, một cái sự kết nối ban đầu nó sẽ dễ dàng hơn thôi. Bản thân em thì cũng là người chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng mà chú trọng theo kiểu chỉnh chu giống như em vừa mới nói rồi. À, nó là một cái sự tôn trọng đối với cái người đối diện của mình đó. Và sẽ có người thích cái kiểu này, sẽ có người thích cái kiểu kia, và bản thân em thì em là chính em thôi. Thì nếu mà những cái người phù hợp á, thì sẽ tự động hút nhau được và tự động kết nối được, chứ em không quá tập trung nhiều 100% vào cái vẻ bề ngoài. Chị công nhận điều này. Và chị kể cái lúc mà chị vừa bị tai nạn xong, chị lại có người yêu sau khi chị bị tai nạn.
ngay cái thời điểm đó là cái anh đó và chị quen nhau đến sau này là quen tới 4-5 lần. Thì cái thời điểm đó là mới quen là lúc đó chị còn đầu đinh luôn á. Tại vì sau khi mà mình cạo đầu thì em phải cái thời gian khủng khiếp nhất là từ lúc cạo đầu cho tới lúc mà tóc có hay đi cắt tóc. Là cái khoảng thời gian đó là chứ phải hơn cả năm hả? 1.5 năm hơn. Và thời gian đó chị phải đầu tóc giả. Mua một cái đầu tóc giả mà tóc tém, tomboy á. Tại vì tóc giả mà dài mà em đội mỗi ngày làm sao em đội nổi. Thì chị chọn cái kiểu tóc tomboy. Và nhìn thì cũng không nhận ra đâu, không biết đâu. Nên khi mà cái chị và anh đã tìm hiểu, và cái điều đầu tiên chị chia sẻ đó là về cái câu chuyện tai nạn của mình, về thực trạng cái nhan sắc của mình lúc đó, và để cho anh đó anh có tiếp nhận cái đó được hay không. Dạ. Và anh cũng chấp nhận, và hai người quen nhau, yêu nhau 4 năm. Và cái điều quan trọng chỉ muốn kể là họ chấp nhận mình ngay cái lúc mình xấu xí nhất. Chứ không phải ví dụ bây giờ mình có tiền hay là mình làm đẹp mình lên đến với mình cái giai đoạn này thì nó quá dễ rồi. Thì nên chị vẫn cho là không phải là nhan sắc sẽ là cái thứ quyết định, mà họ đến vì mình tư duy, vì tâm hồn, vì mọi thứ của mình thì có xấu một xíu cũng có thể giữ được. Còn Nhất thì sao? Về nãy giờ mình chia sẻ cuộc sống nhiều rồi, giờ mình nói về tình yêu xíu đi. Trong cái khoảng thời gian mà em bị tâm lý á, thì cũng có một bạn kết nối cho đó, thì khi mà trước khi bắt đầu mối quan hệ á, thì em cũng giống như chị Mèo đó, là mình luôn chia sẻ thật về cái câu chuyện của mình và cái hiện thực mình đang như thế nào để cho người ta biết. Thì sẽ có, khi mà mình thẳng thắn như vậy thì nó sẽ vạch ra hai hướng rõ ràng luôn. Một là có, hai là giải quyết luôn. Hay là chấm dứt trước tại khi đó, mà mình có quá nhiều cảm xúc. Dạ. Thật em... ra là cách đó là chị và em đang tự bảo vệ cái trái tim của mình. Dạ, đúng. Nói chung là em có luôn, nói chung là mình biết là nó sẽ đau đó, nhưng mình vẫn có một cái sự phòng bị là đừng để nó đi quá xa và nó đau hơn. Dạ. Thì em cũng chia sẻ, và cũng có người là họ sẽ chấp nhận mình. Có người mà... họ im luôn đúng không? Dạ, có người chấp nhận mình, có người thì không im liền chị, nhưng mà họ sẽ vẫn sẽ nói chuyện với mình thêm một vài hôm. Giảng nha, chứ em luôn rất kỳ. Đó gọi là lòng chắc ẩn. Dạ. Thì tình yêu thì em trải qua như vậy. Nhưng mà ý là có bao giờ mà em đã từng bị cái việc là em cảm thấy cái ngoại hình của mình nó ngăn cản cái việc em đến với một người không? Từ trước đến giờ. Cái đó thì bản thân em chưa trải qua. Nhưng mà chỉ có thể là tự bản thân em cảm thấy em sợ thôi. Tức là thời gian ban đầu thì em nghĩ là mình như vậy rồi chắc là mình sẽ không quen ai đâu. Và mình chịu cảnh ế, tại vì mình không muốn làm người khác phải tổn thương. Dạ. Tại vì mình sợ là mình sẽ không lo được cho người đó về một cái cuộc sống nó hạnh phúc, nó chu toàn nhất có thể. Và không muốn các bạn đó phải trải qua những cái cảm giác tâm lý mà đáng ra các bạn không phải trải. Thì có một khoảng thời gian em nghĩ như vậy, và em chạy trốn tình yêu. Nhưng mà tình yêu nó chạy đến. Tình yêu chạy theo em đúng không? Theo tình chạy. Chạy tình theo. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì em còn có những cái suy nghĩ như vậy không? Dạ bây giờ thì không. Tại vì không. Muốn hỏi là hiện tại bây giờ là có đang quen ai không? Hiện tại thì em đang trong mối quan hệ tìm hiểu. Tìm hiểu. Mập mờ. Dạ. Nhưng mà giờ cho chị xin chị giật host một xíu. Ok. Chị muốn hỏi host một câu. Dạ. Ủa là hỏi em hả? Đúng, thì chị giật vai trò host một xíu thì em phải trở thành khách mời chứ đúng không? Chị sẽ muốn hỏi Ngọc một cái trường hợp giả định đi. Ok. Em là một cô gái, ví dụ, và em nói chuyện online với một chàng trai và đang có cảm tình với anh đó. Xong nếu anh đó ảnh tâm sự với em câu chuyện giống như Nhất, tức là nói thật lòng với em là đang có tình trạng như vậy, thì em sẽ như thế nào với cái cảm xúc của mình và với người đàn ông đó? Nếu như mà đặt trường hợp giả định em gặp một người như vậy, thì có lẽ là em cũng sẽ tự suy nghĩ cái viễn cảnh ra là lúc đó nếu như mà mình tiến xa hơn với người đàn ông này thì mình sẽ làm gì, vai trò của mình như thế nào. Và sau đó mình sẽ back ngược lại cái khoảng thời gian vừa rồi mình nói chuyện với họ, là mình có cảm thấy là mình thật sự phù hợp với người này hay không. Nếu như mà người này có những cái điểm gì đó thật sự thu hút mình và khiến cho mình nể trọng, bởi vì với người phụ nữ ở được với một người đàn ông
không phải, nó phải là hơn một cái đầu, gọi là hơn về trí óc á. Cho nên là nếu như mà những cái sự việc đó mà nó đáp ứng được người đàn ông này, khiến mình nể phục, và họ có những cái điều khiến mình rất là khâm phục, học hỏi được, thì những cái vấn đề về khiếm khuyết về ngoại hình hay như thế nào đó, nó sẽ không phải là một cái rào cản nữa. Bởi vì một khi mà đã gọi là yêu á, hay là có cảm xúc á, mà nhất là đối với những người mà, đối với em nha, em là một người khá là khó tính và một người khá là khô khan, mà để mình có một cái cảm xúc với một người đàn ông là khó rồi, là nó đã rất khó rồi. Thì mình cũng nên, hãy nên tôn trọng cái cảm xúc của mình một tí, và mình hãy đi theo cái cảm xúc. Đến một lúc nào đó, đã gọi là đã có duyên thì sẽ không bao giờ mà né được, mà đã hết duyên rồi á thì có cố cũng như không. Cho nên là đối với em, nếu như trong trường hợp đó thì em vẫn sẽ theo cái cảm xúc của mình và theo cái định hướng của mình, để xem thực sự mình có phù hợp với người đàn ông này hay không. Bởi vì đôi khi á, mình không phải là mình chọn, nó có một cái câu ở trên mạng em nghe rất là hay, nghe là để đi đến một cái mối quan hệ xa hơn, không phải là người ta đến với nhau nữa, mà là người ta chọn ở lại trong cuộc đời nhau. Và khi mà chọn ở lại trong cuộc đời nhau á, là chúng ta sẽ phải vượt lên rất là nhiều thứ về định kiến gia đình, định kiến xã hội, hay là về những cái định kiến về ngoại hình chẳng hạn. Ví dụ như em, người yêu của em bây giờ lớn hơn em rất nhiều tuổi, lớn em rất nhiều tuổi. Và trước khi mà em đến với anh ấy, em cũng đã từng suy nghĩ là chết rồi, bây giờ ảnh lớn hơn mình nhiều quá, vậy sau này già sẽ như thế nào. Ô, mình phải suy nghĩ chứ. Nếu như mình là một người biết nhìn xa trông rộng thì mình phải suy nghĩ đến chuyện đó. Và sau khi mà mình suy nghĩ nhiều quá và mình cảm thấy là ô, cái chuyện đó nó cũng không quá quan trọng bằng cái việc là mình có cảm thấy happy trong cái mối quan hệ này hay không, và mình có thực sự tận hưởng những cái cảm giác hạnh phúc trong cái mối quan hệ này hay không. Thì cái đó là một trong những cái điều em đặt lên trên hết trong một cái mối quan hệ, chứ không riêng gì về ngoại hình hay tuổi tác. Bởi vì cho dù sau này bạn có cưới một người chồng, nói về khiếm khuyết về ngoại hình đi, bạn có cưới một người chồng lành lặn, tuy nhiên về cái quan điểm sống không phù hợp, thì việc gãy đôi nó là việc có thể xảy ra, đúng không? Đó, thì đó là câu trả lời của em dành cho câu hỏi của chị Mèo. Thì với câu trả lời của cô gái xinh đẹp này là em biết cái hướng tương lai của em là em chỉ cần tập trung vào tư duy, phát triển đúng, tâm hồn và sự nghiệp, là cỡ nào xinh đẹp em cũng có ha. Chính xác. Tự nhiên em cảm thấy áp lực ngang. Trời, hồi nãy tự nhiên chị Mèo nói cho tôi làm host, xong cái quay qua chị Mèo nói tôi hỏi cô đó. Tự nhiên chị bị nhưng căng thẳng ngang. Nhưng mà có câu hỏi nào mà làm khó được Ngọc đâu. Không, nhưng mà tại vì thật ra bản thân em cũng là một người chú trọng về cái việc tri thức. Nó quan trọng, và em được giáo dục như vậy. Giáo dục về cái việc là em có ba và mẹ giáo dục về cái việc phải học. Và khi mình nhìn vào một con người, mình không nhìn vào những cái gì người ta đang biểu hiện bên ngoài, mà hãy nhìn vào sâu bên trong họ. Bởi vì gọi là một cái dòng nước sâu, một cái dòng nước càng sâu thì mình phải đào càng sâu thì mình mới có thể tìm ra được con người thật của họ. Còn có rất là nhiều người ta thể hiện ra như vậy, nhưng mà thật ra ta đâu phải vậy đâu. Cảm ơn những chia sẻ của chị Mèo cũng như là những chia sẻ của bạn Nhất. Và qua podcast ngày hôm nay, ít nhiều gì mọi người cũng sẽ rút kết ra được những cái kinh nghiệm cho mình, hoặc là có thêm những cái điều khi mà chị Mèo và bạn Nhất chia sẻ, ít nhiều gì mọi người cũng có thể nắm bắt được và giúp đỡ những người xung quanh mình, nếu như mà người thân hay là bạn bè của mình có gặp phải những cái trường hợp như vậy. Và thời lượng của chương trình đã gần như là hết rồi, và không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn chị Mèo và cảm ơn bạn Nhất. Cảm ơn chị Mèo đã tạo nên một cái sân chơi cũng như là một cái chương trình rất là hay và bổ ích như vậy, để mà mọi người có thể ngồi cùng nhau chia sẻ những cái điều mà nếu như không có những cái podcast này, có lẽ là mình sẽ chưa chắc trong cuộc đời mình đã được nghe những câu chuyện như vậy và gặp những cái trường hợp như thế. Và cũng cảm ơn Nhất đã bỏ thời gian đến đây cùng ngồi với lại chị và chị Mèo chia sẻ về cái hành trình của em. Vì chị nghĩ rằng em là một nhân chứng sống, vì cái hành trình của em nó sẽ giúp cho rất nhiều người sau này, nếu như mà mọi người có xem những cái podcast này, và sẽ truyền được những cái năng lượng sống cho mọi người, để mà mọi người không có bị rơi vào những cái
sự tiêu cực không đáng có. Và hy vọng rằng em vẫn sẽ luôn là một chàng trai Gen Z rất là nhiều năng lượng sống tích cực, cũng như những cái hoạt động thiện nguyện của em sẽ được lan tỏa nhiều hơn, để cho tất cả mọi người thấy rằng đôi khi một cái nghịch cảnh đến với chúng ta, nó là mở đầu một trang sách mới, chứ không phải là đóng lại cánh cửa cuộc đời mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì với cái podcast sách này, khi mà chị làm á, là chị muốn nó nằm trong chuỗi sách tài danh lợi, là những cái nhận định về thành công và những điều mà ai cũng mong muốn trong cuộc sống. Nhưng mà chị không làm để cho những người đang có điều đó. Tức là cái podcast sách này là chị mong muốn là, dĩ nhiên khi mà mình làm càng ngách thì cái lượt view, lượt xem chắc chắn nó sẽ không viral như những chương trình giải trí hay những chương trình mà mọi người đều yêu thích ngoài kia. Nhưng mà chị làm cho những người họ cần. Những người ví dụ họ đang có vấn khiếm khuyết, họ đang chưa tự tin về bản thân, họ đang bị body shaming, họ đang có những cái tiêu chuẩn, cái sắc đẹp của họ không giống như số đông. Họ có thể tìm được sự đồng cảm, có thể được lắng nghe, được chia sẻ, để mà chị muốn là những cái podcast của mình nó sẽ len lỏi vào đâu đó. Chị tưởng tượng rằng một ai đó đang buồn vì cái cuộc sống của họ, ngồi đâu đó trong góc phòng tối, nghe được một cái khoảnh khắc nào đó và họ bật sáng đèn cái cuộc sống của họ hơn. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng ngồi với Ngọc đến giờ phút này, để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện mà giúp ích rất là nhiều trong cuộc sống của mình. Podcast Sắc sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Vivo Audio. Còn bây giờ, Diệp Bảo Ngọc, chị Mèo và bạn Nhất xin chào và hẹn gặp lại.